luật 78, 22 giúp người do thái kiếm tiền thần tốc, chỉ nhắm vào một đối tượng, nhưng giàu nhanh hơn bao giờ hết. Người Mỹ và Nhật đều thử và đã thành công. Không chỉ người Do Thái, người Mỹ và Nhật Bản cũng đều áp dụng quy luật này trong kinh doanh và thu lợi rất nhanh. Làm thế nào để kiếm tiền nhanh hơn là một chủ đề luôn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là những người trong giới kinh doanh. Không phải tự nhiên mà người Do Thái được mệnh danh là dân tộc thông minh và giỏi kiếm tiền bậc nhất thế giới không chỉ là nhóm những người chăm chỉ và kiên trì nhất, người Do Thái còn sở hữu những bài học làm giàu vô cùng sắc sảo và khôn ngoan, khiến người người phải đề phục và học hỏi. Trí tuệ kiếm tiền của họ được đúc kết ngắn gọn trong hai ý, kinh doanh với người giàu, kiếm tiền từ người giàu. Cũng chính vì tư duy kinh doanh đỉnh cao này mà cho dù có khởi đầu chẳng có gì trong tay, người Do Thái cũng có thể quật khởi thành công trong tương lai. Quy luật vĩnh hằng của vũ trụ 7822 không phải là những con số ngẫu nhiên, tỷ lệ này xuất hiện trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Cho nên, nhiều người tin rằng quy luật 7822 thực ra là quy luật môn thở của vũ trụ. Trên thực tế, trong không khí tự nhiên, tỷ lệ nai tâu và oxy là 7822, trong cơ thể con người, tỷ lệ nước so với các chất khác là 7822, trên trái đất của chúng ta, tỷ lệ giữa đại dương và đất liền cũng là 7822 bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều 78, 22 trong toàn vũ trụ. Do đó, người Do Thái cho rằng, đây là một quy luật không chỉ trong tự nhiên mà còn có thể áp dụng trong những lĩnh vực đời sống, kinh doanh. Vì vậy, họ đã tìm hiểu và tìm thấy quy luật này trong thực tế. Họ đã phát hiện ra trong toàn xã hội, tỷ lệ người giàu so với người bình thường là khoảng 22, 78. Ngược lại, khối lượng tài sản những người giàu có sở hữu so với những người bình thường là 78, 22. Nói cách khác, gần 80% của cải trên toàn thế giới nằm trong tay 20% dân số. Do đó, người Do Thái đã đúc kết nên quy tắc kiếm tiền, trải qua hàng ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị. Đó là, kinh doanh là kiếm tiền từ người giàu, và chỉ bằng cách này, bạn mới có thể kiếm tiền nhanh chóng và kiếm được nhiều tiền. Quả thực nếu để ý, chúng ta sẽ thấy một công ty kinh doanh ô tô kiếm được nhiều tiền hơn một công ty xe đạp. Kinh doanh đồ trang sức kiếm được nhiều tiền hơn so với bán quần áo bình thường, đầu tư tài chính thường kiếm được nhiều tiền hơn so với làm các ngành truyền thống. Quy luật thiên vị khách hàng. Trên thực tế, không chỉ có vậy, bạn sẽ nhận ra 78% hoạt động kinh doanh của hầu hết các công ty đến từ 22% khách hàng. Cụ thể, một tác giả nổi tiếng ở Nhật Bản đã tham gia vào dịch vụ chiến lược khách hàng của Toshiba hơn 10 năm và nhận thấy rằng 25% khách hàng thường xuyên của Toshiba đã tạo ra 75% lợi nhuận của công ty. Cho nên, ông đã đề xuất một ý tưởng tên là luật thiên vị khách hàng, có thể giúp các công ty tăng gấp đôi hiệu suất của họ một cách nhanh chóng. Câu hỏi được đặt ra là một khách hàng nhỏ chỉ chi một triệu đồng một năm và một khách hàng lớn chi 100 triệu đồng một năm có nên được hưởng cùng một chính sách đãi ngộ. Những khách hàng hiếm hoi chỉ đến cửa hàng mỗi tháng một lần và những khách hàng thường xuyên ghé thăm có nên được hưởng những ưu đãi khác nhau không? Nếu có thì sẽ có sự khác biệt nào? Lấy một ví dụ khác, có một nhân viên bán sơn ở Hoa Kỳ tên là Mô thành tích của anh luôn cao hơn gấp 10 lần so với những người bán hàng khác. Cuối cùng, Mô đã leo lên vị trí quản lý công ty nhờ làm việc chăm chỉ. Một lần, có người hỏi anh bí quyết thành công của anh là gì. Mô trả lời, thật ra không có gì, lúc đầu tôi chỉ phân tích biểu đồ bán hàng của mình và tôi thấy rằng 80% doanh thu đến từ 20% khách hàng. Vì vậy, tôi đã giao những khách hàng ít hoạt động nhất cho những người khác và tập trung năng lượng của mình vào những khách hàng triển vọng nhất. Bây giờ khi đã là quản lý cấp cao, tôi cũng yêu cầu nhân viên trong công ty làm như vậy. Vậy, bạn đã tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên chưa? Cho dù là người Do Thái, các công ty lớn nổi tiếng hay giới thượng lưu kiệt xuất, họ đều sẽ tập trung sự ưu tiên vào 22% khách hàng giàu có. Những người tạo ra giá trị cho công ty, thay vì chia đều năng lượng cho tất cả các đối tượng mà không thu được lợi ích nhiều hơn. Chính vì vậy, cho dù bạn là ông chủ lớn, một doanh nhân nhỏ hay một nhân viên bán hàng, lời khuyên cho bạn là nên phân loại công ty hoặc khách hàng của chính mình. Phân loại khách hàng và có những chiến lược khác nhau cho từng nhóm, đồng thời tập trung phục vụ 22% khách hàng cốt lõi. Sau đó, chắc chắn hiệu suất và thu nhập của bạn sẽ có thể tăng lên đáng kể. Theo Jihu, người phụ nữ kiếm gần 1,5 tỷ đồng tháng, nhưng chỉ cần làm 10 giờ tuần, thoải mái đi du lịch. Tưởng như chỉ là công việc phụ, song nhờ sự nhanh nhạy và khả năng nắm bắt cơ hội, người phụ nữ 38 tuổi này đã có thu nhập khủng mỗi tháng. Bài viết dưới đây là chia sẻ của Gabi Warkloth, một cựu giáo viên 38 tuổi đang điều hành kênh YouTube cá nhân và một số tài sản cho thuê. Chỉ làm việc 10 đến 15 giờ tuần song cô có thể kiếm được trung bình 60.000 USD mỗi tháng thông qua quảng cáo trực tuyến, bán các khóa học và thuê phòng trên Airbnb. Tôi luôn yêu thích công việc giảng dạy và đã theo học ngành sư phạm khi vào đại học. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi đã có cơ hội dạy tiếng Anh tại Nhật Bản. Dẫu mức lương không cao, nhưng tôi là một người muốn được trải nghiệm môi trường mới nên rất hào hứng với đề nghị này. Với mong muốn nhiều người có thể học hai ngoại ngữ này, cô đã bắt đầu với kênh YouTube cá nhân của mình mang tên gọi Gona Dầu English vào tháng 4 năm 2011. Hiện kênh đã đạt 2,25 triệu người đăng ký, thu về 15.000 USD mỗi tháng, 369 triệu đồng từ quảng cáo và bán các khóa học. Sở hữu các bất động sản, tôi kiếm được khoảng 50.000 USD mỗi tháng, 1,2 tỷ đồng. Như vậy doanh thu trung bình hàng tháng của tôi là 60.000 USD mỗi tháng, 1,4 tỷ đồng. Tôi đã ngừng dạy học vào năm 2014. Hiện mỗi tuần tôi chỉ làm việc 10 đến 15 tiếng quay video dạy ngoại ngữ trên YouTube và kinh doanh trực tuyến. Kênh YouTube phát triển chậm vào thời điểm đầu. Phải mất một năm sau khi bắt đầu, kênh YouTube của tôi mới đạt được 1.000 người đăng ký. Đến năm thứ hai, tôi bắt đầu định hình được hướng phát triển kênh của mình. Tôi nhận ra rằng các video dạy về ngữ pháp không được quan tâm bằng hướng dẫn giao tiếp, xử lý tình huống. Nắm bắt được nhu cầu của người xem, tôi tập trung đẩy mạnh nội dung này và có 10.000 người đăng ký vào cuối năm 2012. Bất chấp sự tăng trưởng đó, song tôi chỉ kiếm được khoảng 1 USD mỗi tháng từ quảng cáo của YouTube. Vào năm 2013, tôi quay trở lại Hoa Kỳ để giảng dạy tại Đại học Boston và chỉ điều hành kênh YouTube của mình như một nghề phụ. Sau khi bắt đầu thường xuyên đăng video trên kênh, số người đăng ký đã tăng lên 100.000 người vào cuối năm đó. Vào khoảng thời gian này, một người bạn đề nghị tôi hãy thiết kế các khóa học trực tuyến để bán nhằm đa dạng hóa doanh thu. Sau khi nghiên cứu các khóa học, nghe podcast và xem video trên YouTube của những người từng làm công việc này trước đó, tôi đã bắt đầu với khóa học đầu tiên có tên khắc phục những lỗi khi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của bạn trên nền tảng rút mi vào tháng 2 năm 2013. Sau đó tôi quảng cáo khóa học trên kênh YouTube và các mạng xã hội để thu hút người đăng ký. Năm 2017, tôi bắt đầu nhận được những hợp đồng quảng cáo từ một số công ty dạy ngôn ngữ và dạy kèm trực tuyến. Hơn 50% trong số họ đã tiếp tục thực hiện thêm các giao dịch khác. Hợp đồng lớn nhất họ ký với tôi là 40.000 USD một tháng, kéo dài trong một năm. Cho thuê nơi ở trên các ứng dụng trực tuyến. Nhằm tăng thu nhập, tôi đăng tin cho thuê lại một phòng trong căn hộ đi thuê của mình. Sau hai tuần chủ nhà phát hiện và họ không hài lòng về vấn đề này. Sau đó, tôi chuyển đến thành phố Kansas, Mỹ để sinh sống gần gia đình. Tại đây tôi đã mua một căn nhà có hai phòng ngủ với giá 50.000 USD, được trả trước 10.000 USD để đầu tư. Việc cho thuê phòng giúp tôi thu về 1.000 USD mỗi tháng. Khoản tiền lãi từ kênh YouTube và cho thuê chỗ ở giúp tôi tiếp tục sở hữu bất động sản thứ hai ở Kansas với giá 70.000 USD. Từ năm 2017 đến 2020, Tôi kiếm được 250.000 USD mỗi năm nhờ các nền tảng trực tuyến và kinh doanh hai tài sản cho thuê. Thay vì chi tiền để quảng cáo thu hút khách hàng, tôi tập trung trang bị nhiều tiện ích cho người thuê phòng. Đến năm 2020, tôi tiếp tục mua thêm hai bất động sản khác nhờ quay vòng tiền, vay ngân hàng và thu nhập từ kênh YouTube cá nhân. Thay vì trực tiếp gặp mặt và xử lý các giao dịch, tôi thử sử dụng các tin nhắn tự động khi khách đặt phòng trên ứng dụng Airbnb. Tiền thanh toán, hỗ trợ dọn dẹp phòng, nhà đều có quản gia địa phương hỗ trợ nhằm có nhiều thời gian đi du lịch. Dẫu vậy tôi vẫn giám sát tất cả các hoạt động liên lạc, quản trị với tài sản cho thuê. Tôi có thể điều hành công việc kinh doanh trên Airbnb chỉ bằng điện thoại. Vận dụng cách thức kinh doanh thông minh của người Do Thái, ông chủng khách sạn thế giới biến giấc mơ thành sự thật, biến 30.000 USD thành hàng triệu triệu đô. Người Do Thái được biết đến với chỉ số IQ cao ngất, Bí quyết thành công của họ chính là chú trọng giáo dục con trẻ vận dụng những nguyên tắc kinh doanh vào thực tiễn. Nhiều doanh nhân giàu có người Do Thái đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chẳng hạn như doanh nhân nổi tiếng Rockefeller, ông bắt đầu làm trợ lý kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ từ năm 16 tuổi. Trong quá trình làm việc được ông chủ đánh giá cao vì làm việc nghiêm túc, rõ ràng và phân minh, ông Hoàng Kim cương Peter nên đã đến học việc tại một cửa hàng trang sức khi đang tuổi thiếu niên. Vì tay nghề giỏi, ông nhận được sự công nhận của thầy dạy nghề trong vòng 5 tháng. Nếu bạn đang quyết tâm lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hãy tin vào nguyên tắc biến không thành có trong cách thức kinh doanh của người Do Thái. Tay trắng theo đuổi giấc mơ kinh doanh khách sạn. Ông chùm khách sạn thế giới Côn Giác Nixon Hilton là người đã tin và vận dụng thành công nguyên tắc này. Ông lập nghiệp chỉ với 30.000 USD và xây dựng nên một đế chế khách sạn nổi tiếng thế giới. Năm 1923, ông Hilton mang theo giấc mơ của mình đến khu phố thương mại sầm ớt của Dallas. Ông nhận thấy rằng nơi đây chẳng có một khách sạn tử tế nào. Thế nên ông đã nghĩ, nếu một khách sạn cao cấp được xây ở đây, việc kinh doanh hẳn sẽ rất tốt. Sau khi khảo sát một lượt, ông chọn được một mảnh đất thích hợp. Tuy biết quyền sở hữu mảnh đất này nằm trong tay một doanh nhân bất động sản tên là Dimic, nhưng ông không có lập tức đi tìm chủ sở hữu. Mà trước hết ông mời đến kiến trác sư cùng nhân viên thẩm định bất động sản. Kết quả thẩm định cho thấy, nếu ông muốn xây dựng một khách sạn tại đây phải cần ít nhất một triệu USD. Khi gặp phải tình huống này, nhiều người đã nản lòng, thậm chí bỏ cuộc. Nhưng hưu Tường thì không, ông đã huy động được 300.000 USD từ những người thân quen, nhưng số tiền này không đủ để xây khách sạn mà chỉ đủ để mua một mảnh đất. Thực hiện chiến lược thuê trả góp 90 năm nhằm sở hữu quyền sử dụng đất. Ông hưu từng tìm đến dimick và dự định ký thỏa thuận mua mảnh đất với giá giao bán là 300.000 USD. Nhưng khi đến hạn thanh toán, hưu từng chỉ mang 30.000 USD đến gặp ngài dimick và chân thành nói rằng Tôi mua mảnh đất này với mục đích xây dựng khách sạn, nhưng sau khi tính toán kỹ lưỡng thì số tiền đó chỉ đủ xây một khách sạn bình thường. Thế nên tôi rất tiếc, tôi chỉ có thể thuê đất của ông thôi. Ngay khi ngài Dimitri vung tay muốn nói rằng, quên đi, tôi không muốn hợp tác cùng cậu thì Hưu Tường Thành khẩn nói. Tôi thuê 90 năm theo hình thức trả góp, tôi sẽ trả 30.000 USD một năm. Nếu tôi không trả tiền thuê đúng hạn, ông hãy thu hồi lại mảnh đất và khách sạn trên đó. Ông nghĩ sao? Ngài Dimick nghe vậy cho rằng thỏa thuận này cũng không tồi, mảnh đất vốn trị giá 300.000 USD có thể đổi lấy 2,7 triệu USD tiền thuê, mà mảnh đất vẫn thuộc về ông và khách sạn trên đó cũng có thể là của ông. Vì vậy, ông đồng ý đề nghị này của Hilton. Bí quyết thành công từ nguyên tắc biến không thành có, giấc mơ kinh doanh khách sạn thành hiện thực. Hilton đã dùng 30.000 USD để có được quyền sử dụng đất trong một năm và thiết lập mối quan hệ cho thuê, thuê giữa Dimick và mình. Nhưng 270.000 USD còn lại vẫn không đủ để xây một khách sạn. Ông Hilton từ lại tìm đến ngài Dimit và thương lượng dùng mảnh đất này thế chấp một khoản vay để xây khách sạn. Vì để có được số tiền thuê 2,7 triệu USD nên ngài Dimit đã đồng ý. Theo như dự kiến, Hilton vay ngân hàng 300.000 USD, nhờ đó ông có trong tay 570.000 USD số tiền vốn để xây dựng khách sạn. Vào tháng 5 năm 1924, khách sạn Hilton đã được khởi công. Sau khi sử dụng hết 570.000 USD, Hưu Tần lại đến tìm ngài Dimic, ông chân thành giải thích những khó khăn về tài chính, hy vọng ngài Dimic có thể đầu tư vốn để tòa khách sạn được hoàn thành thuận lợi, sau đó cho Hưu từng thuê lại để kinh doanh với giá thuê hàng năm tối thiểu là 100.000 USD. Ngài Dimic nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy bản thân cũng không chịu thiệt thòi, đất đai là của mình, khách sạn cũng là của mình hàng năm còn có thể kiếm thêm được 100.000 USD, thế nên ông chấp nhận bù đắp lỗ hồng kinh phí xây dựng khách sạn. Ngày 4 tháng 8 năm 1925, khách sạn mang tên Hilton chính thức khai trương. Ông Hilton dùng 30.000 USD để thực hiện sự kiện trọng đại này. Ngoài sự khôn ngoan của Hilton, bạn rút ra bài học gì từ câu chuyện của ông? Mơ ước, Hilton đã tiết lộ bí quyết thành công trong cuốn tự truyện khách đến nhà viết vào những năm cuối đời. Tôi nghĩ rằng một giấc mơ vĩ đại là then chốt dẫn lối con người đến thành công sở dĩ nhiều doanh nhân thành công đều vì họ có cho mình hoài bão cần theo đuổi quan sát hilton tìm thấy cơ hội kinh doanh bởi vì ông quan sát thấy nhu cầu cần thiết của mọi người kinh doanh chính là đáp ứng nhu cầu của người khác từ đó khám phá ra thị trường những người quen chú trọng bản thân và luôn muốn người khác thỏa mãn mình rất khó thành công vì họ không nhận thấy nhu cầu của người khác lòng can đảm có thể nhiều người gặp phải trường hợp như ông hilton đã bỏ cuộc ngay từ đầu vì tổng số tiền cần có để kinh doanh một khách sạn vượt xa tưởng tượng họ không đủ dũng khí để thử. Nếu chính bản thân bạn không tự tin, không phấn đấu, mơ ước chỉ có thể mãi nằm trong suy nghĩ của bạn. Kinh nghiệm, khả năng đưa ra những đánh giá chính xác của Hilton không thể tách rời khỏi kinh nghiệm quản lý khách sạn nhiều năm của ông. Ông mở khách sạn không phải vì đam mê nhất thời mà dựa vào kinh nghiệm tích lũy để chạm đến thành công. Theo quan điểm này, chăm chỉ làm việc và tích lũy kinh nghiệm sẽ là yếu tố giúp bạn thành công. Tết không còn là dịp chi mạnh tay, người trẻ khuyên bố mẹ giảm mua sắm vì lo sợ bạo giá lên kế hoạch chi tiêu Tết tiết kiệm hơn đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ. Làm lụng cả năm, chi sạch trong 3 ngày Tết là thực trạng của nhiều người trẻ mùa Tết những năm về trước. Xong, hiện nay, một số người trẻ tính toán sẽ giảm chi tiêu, lên kế hoạch tài chính chặt chẽ hơn trong dịp Tết năm nay. Lý do chủ yếu là từ sự biến động khó lường của nền kinh tế, giá cả tăng cao và mong muốn tiết kiệm hơn. Thu nhập bị ảnh hưởng, Tết này mua cây đào nhỏ hơn. Hoàng Thảo, sống ở Phú Thọ thường sẽ sắm Tết vào tháng cuối cùng. Tuy nhiên, theo cô, từ khoảng ngày 20 tháng chạp trở đi, các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng cao, càng gần Tết, giá cả càng tăng cao. Một số gia đình mà Hoàng Thảo biết thường sẽ mua sắm sớm hơn, mục đích là để tiết kiệm hơn. Nói về kế hoạch Tết năm nay, Hoàng Thảo dự định sẽ mua sắm ít hơn. Cơ bản vẫn giữ tinh thần là Tết đoàn viên ấm cúng nhưng sẽ không chi mạnh tay như các năm trước đó. Cũng xuất phát từ năm nay, nhà mình có thêm thành viên mới, mọi chi tiêu cần cân nhắc, tính toán kỹ càng hơn. Mình cũng cần tiết kiệm hơn mọi năm. Bên cạnh đó, báo giá, gia đình mình kinh doanh, doanh thu bị ảnh hưởng nhiều. Mình hạn chế chi tiêu và tiết kiệm hơn. Cô dự tính sẽ cân đối lại ngân sách và giảm chung cho các mặt hàng sắm Tết. Chẳng hạn, mọi năm sắm, cảnh đào lớn, năm nay sẽ mua cảnh nhỏ hơn. So với năm cũ, mỗi thành viên trong gia đình vào 3 ngày Tết sẽ được mua 3 bộ quần áo mới thì năm nay cô cắt giảm xuống còn một đến hai bộ. Bên cạnh đó, Vũ Tiên, 26 tuổi, hiện đang làm việc tự do chia sẻ rằng bản thân thường sẽ sắm Tết khoảng 1 tháng còn qua cắp đi siêu thị mua trước một tuần mình còn độc thân do vậy chỉ tính mua sắm quần áo cho bản thân với người thân trong gia đình qua tết bánh kẹo để thờ và đi biếu một ít đồ ăn vặt trang trí nhà cửa vũ tiên tính sẽ giảm chi tiêu cho tết năm nay so với năm ngoái do những biến động trong nền kinh tế cô bạn mong muốn tiết kiệm hơn để có khoản dự phòng và khuyên gia đình bớt sắm sửa Nhà mình có nhóm chat gia đình, mình thường xuyên gửi các video hay thông tin cảnh báo tình hình biến động của kinh tế, cũng như những điều cần làm để có tài chính vững vàng trong thời gian này. Sau đó, ở các bữa cơm sẽ nhắc khéo, con nghĩ Tết chỉ 5 ngày, chợ cũng sớm họp trở lại nên không cần mua nhiều đồ tích trữ. Cây đào nên mua cảnh nhỏ nhỏ đủ để chơi mấy ngày Tết, và không cần mua thêm cây quất như năm trước nữa. Cô bạn chia sẻ rằng năm ngoài có mua tranh gỗ lớn để treo trong nhà trang trí Tết do vậy năm nay cũng không mua thêm nhiều đồ trang trí đón tết nữa đối với bản thân vũ tiên sẽ giảm mua quần áo nếu trời không quá lạnh thì sẽ không sắm nhiều đồ mùa đông như trước cô cũng định mua một bộ mới mặc tết chứ không sắm năm đến sáu bộ như mọi năm mọi năm mình thường gửi bố mẹ tiền tiêu tết khá nhiều năm nay mình sẽ tính toán để sắm ít lại dành phòng thân hiện tại mình đang làm tự do vì vậy dễ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian bão giá này nhất song vẫn có những người giữ nguyên mức chi tiêu tết Minh Hoa, 26 tuổi không có ý định sắm Tết sớm bởi vì gần Tết thường sẽ được giảm giá khá nhiều. Bên cạnh đó, quan điểm của cô khi mua đồ Tết là không nghĩ đến giá cả quá nhiều, chỉ thấy thích hợp với món đồ thì sẽ sắm. Đôi khi, sát Tết sẽ dễ săn sêu hơn. Chẳng hạn, những món đồ như điện máy, Tết thường sẽ chết khấu cao vì phải chạy doanh số. Nhà mình muốn mua tivi cũng đang đợi họ giảm giá dịp Tết. Ngoài ra, gia đình cô vẫn giữ nguyên ngân sách sắm Tết sâu với những năm trước. Theo Minh Hoa, năm nay, vợ chồng cô đã rất nỗ lực trong công việc nên muốn có một cái Tết đầm ấm hơn. Mình nghĩ giảm sắm Tết hay không sẽ còn phụ thuộc vào thu nhập trong năm, còn tài chính gia đình mình năm nay vẫn ổn nên không thay đổi gì. Bên cạnh đó, An Như, 23 tuổi tính toán sẽ tăng chi tiêu trong Tết này. Cô bạn đã đi làm được 2 năm, trong năm nay mức thu nhập cao gấp 2 lần so với năm ngoái nên mong muốn có thể mua quả cấp nhiều hơn cho gia đình mình có thấy giá cả tăng cao, song có lẽ vì thu nhập cũng tăng lên trong thời điểm này, mình không thấy bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong năm nay, mình vẫn tiết kiệm được nhiều hơn, do vậy muốn tiêu nhiều hơn chút trong cuối năm để chúc mừng bản thân và tri ân gia đình. An như lên kế hoạch mua một vài món quà gồm quần áo và đồ gia dụng để tặng các thành viên gia đình. Bên cạnh đó, cũng sắm thêm áo dài, giày dép để đón Tết. Ảnh, NVCC